Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái mà mình rất là thích ở trên cái hệ thống giải trí của chiếc Mazda 6 của mình là cái Apple CarPlay. Thì mình sẽ nói với các bạn là lý do tại sao mình dùng Apple CarPlay gần như là thay thế hoàn toàn cho cái hệ thống giải trí của mặc định của cái xe luôn. Nó có cái gì hay và những cái gì nó giúp ích được cho mình. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Thì đây các bạn thấy là đây là cái giao diện của Apple CarPlay. Đây là để mình chuyển qua cái giao diện chính nè. Thì bạn thấy là cái giao diện rất là quen thuộc, nó giống rất giống với cái iPhone của bạn luôn. Và đó cũng là một những lý do mà tại sao mình thích CarPlay á, nó quen thuộc lắm các bạn. Cách mà các bạn thao tác trên cái giao diện của CarPlay này nó y như bạn đang xài cái iPhone của bạn. Trong khi đó nha, bây giờ mình cho các bạn xem thử nè. Đây là cái giao diện của Mazda nè. Núm ở đây. Đó các bạn thấy không? Cái giao diện này mình nghĩ là chắc phải 5-6 năm trước gì rồi á. Nhìn rất là bèo. Mình vẫn có thể chơi được Bluetooth này nọ bình thường ha. Để mình bật lại cho. Nè, mình vẫn có thể chơi được Bluetooth nè. Và mình vẫn có cái FM, AM này nọ. Nhưng mà cứ lên xe là gần như là 100% thời gian là mình chuyển sang cái giao diện của CarPlay. Tắt đi, chứ không nó có dính bản quyền đó. Rồi, thì ở trên CarPlay này thì mình thường làm gì? Một trong những cái tính năng mà mình hay xài nhất á, là Spotify. Thì coi như là toàn bộ cái giao diện Spotify của mình á, mình sẽ cast nó lên đây. Và nếu mình đi xe thì mình sẽ nghe nhạc ở trên Spotify. Và cái cách dùng nó rất là đơn giản. Nè, đó, mình thậm chí còn tạo hẳn một cái playlist ở trên Spotify để mà mình chứa mấy cái bài nhạc của mình luôn. Mình với lại bạn gái cứ thấy bài nào hay hay là cứ ném vào đây. Rồi, cái giao diện play nó cũng đẹp nữa. Đoạn này á, thì mình sẽ mute. Tại vì mình sẽ bị đánh bản quyền YouTube nếu như mà mình để nó play video ha. Để mình cho các bạn xem cái giao diện thôi. Nếu như mà bạn không xài Spotify á, thì các bạn cũng có thể xài Zing nè. Hoặc là các bạn xài nhạc của tôi cũng được, không vấn đề gì. Rồi, ngoài cái Spotify ra thì một cái tính năng mình cũng rất hay xài ở trên Apple CarPlay là cái Google Maps. Thì cái Google Maps này bạn thấy là toàn bộ cái bản đồ của Google nó sẽ được update lên đây. Và nếu như mà mình có dùng tính năng chỉ đường á, mình sẽ thử nha. 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nè, bạn thấy không? Nó có thể tìm kiếm bằng giọng nói, tiếng Việt. Và nó có cái chỉ đường. Thì nếu mà mình nhấn bắt đầu nè, thì trong cái lúc mà mình lái á, mình sẽ thấy được cái đường mà mình cần đi. Nó tiện lắm các bạn. Thì thiệt ra mình nghĩ là anh em nào mà đi xe xịn á, cái màn hình này mà nó nằm ngay trước cái táp lô á, thì nó còn tiện hơn nữa. Mình thì đang phải liếc xéo qua. Và lúc mà bạn chạy, bạn điều hướng, bạn đi xe ở trên cái Google Maps này, thì nó cũng sẽ nói cho bạn biết là mấy trăm mét nữa quẹo trái, quẹo phải, đường gì đó khá là tiện. Ở trong thành phố thì mình sống mấy chục năm rồi, cho nên là mình cũng quen đường đi. Nhưng mà nếu mình đi du lịch kỳ rồi mình đi Vũng Tàu chẳng hạn thì rất là tiện. Tại vì mình chạy cái đường quốc lộ 51 thì mình sẽ biết là khi nào đi thẳng, khi nào quẹo. Hoặc là vô trung tâm Vũng Tàu thì mình biết là để đi tới cái tiệm ăn đó thì mình sẽ phải đi những cái đường như thế nào. Và vừa lái vừa theo dõi hoặc là vừa lái vừa nghe luôn. Hồi nãy lúc mà mình nói về cái vụ nghe nhạc á, thì mình lại quên chia sẻ với các bạn một cái nữa là khi mà nghe bằng Bluetooth đi, thì cái âm thanh của Bluetooth đó, nó không có hay như là âm thanh khi mà mình kết nối dây với lại Apple CarPlay. Mình chưa tìm hiểu kỹ được lý do, nhưng mà mình nghĩ là tại vì khi mà cắm dây vào thì nó có thể chuyển được một cái lượng data lớn hơn, nhạc nghe chi tiết hơn, bass mạnh hơn. Cùng một mức âm lượng đó nhưng mà âm thanh khi chơi qua CarPlay thì nó lớn hơn khá là nhiều so với lại khi mà chơi qua Bluetooth. Ở trên đây thì bạn thấy là mình còn có một số app nữa cũng hỗ trợ CarPlay, ví dụ như là Telegram hay là Zoom, nhưng mà hai cái này thì mình gần như không có xài. Telegram thì nó pop up cái thông báo lên thôi chứ cũng không có vấn đề gì. Mình đang lái xe thì mình liếc qua mình coi ai nhắn cho mình thôi. Chứ nó có tính năng đọc nhưng mà chỉ áp dụng cho tiếng Anh. Còn Zoom thì gần như là mình không có xài để mình làm gì luôn. Cũng để gọi điện các bạn. Nhưng mà thôi, bỏ qua. Và ở trên cái Apple CarPlay này còn hay một cái nữa là nó có Siri. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Hey Siri, play Westlife on Spotify. Mình đang kêu Siri mở nhạc Westlife ở trên Spotify thì bây giờ nó sẽ play. Đó. Rồi, vài nốt thôi chứ không lại bị bản quyền. Úi dồi ôi, khổ quá. Thiệt ra ở trên Siri á, thì nó có một cái hạn chế là nó không có nghe được tiếng Việt, cho nên mỗi khi mình dùng là mình toàn phải xài tiếng Anh thôi. Và mình cũng chỉ xài có hai tính năng à. Nhờ Siri chơi nhạc hoặc là nhờ Siri gọi điện. Nếu như mà bạn không nhờ Siri gọi điện á, thì bạn có thể dùng cái call. Cái call ở đây. Ủa, nó không cho chọn này bạn. À, màn hình cảm ứng của mình nó cùi đó các bạn ơi. Đây. Đó, mình có thể call cái danh sách favorite của mình giống y như là trên iPhone luôn.
Và cái giao diện này nếu mà các bạn chạy buổi tối hoặc là các bạn chạy vô khu tối thì nó sẽ đổi thành màu đen, cái dark mode của iOS. Nè bạn thấy không, mình có danh sách mục ưa thích, có cuộc gọi gần đây, mình cần thì có thể kiếm trong danh bạ của mình luôn. Nè, đầy đủ. Bạn không phải mất công sync cái danh bạ của bạn qua cái xe bằng Bluetooth như là cách mà ngày xưa người ta hay làm với xe nữa, mất thời gian lắm. Đó, cần cái gì thì cứ Apple CarPlay là xong. Ngoài Apple CarPlay thì nếu anh em xài điện thoại Google thì còn có một cái tương tự như thế này, nó gọi là Android Auto. Thì điện thoại các bạn sẽ cần cài thêm một cái app Android Auto, hoặc là nếu Android 10 trở lên thì nó có sẵn. Nhưng mà mình thì mới xài Android Auto có một hai lần, là mình không thích cái giao diện của nó lắm. Nó không có xài, nó không có được sướng như là Apple CarPlay như thế này. Rồi, đó là những cái lý do mà mình rất thích xài Apple CarPlay. Và các bạn thấy là nó thay cho hầu hết những cái công việc chính mà mình sẽ cần thực hiện trên cái hệ thống giải trí của xe luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. À quên, nếu như mà xe của bạn không có Apple CarPlay á, thì các bạn có thể đi ra ngoài nâng cấp. Bây giờ mình thấy có khá là nhiều cái đầu Apple CarPlay hoặc là Android Auto, người ta có bán ở ngoài mấy triệu á, các bạn thay vào. Xe mình thì ngay từ khi bán là đã có rồi. Anh em nào chạy Mazda thì lên tinh tế ha, kiếm cái bài của Mode 5e. 5e có hướng dẫn upgrade firmware để nó hỗ trợ thêm Apple CarPlay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.